Bộ phim Tây Du Ký, phiên bản 1986 là tuổi thơ của biết bao thế hệ 8X, 9X và cả 7X. Bởi bao năm qua, bộ phim kinh điển này vẫn luôn được phát sóng đều đặn. Người ta nhớ về điệu múa võ độc nhất vô nhị của Tôn Ngộ Không, với cái bộ tham ăn của Chư Bát Giới, với vẻ tư tốn của Đường Tăng và với tiếng cười của Sa Ngộ Tĩnh. Đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ đều để lại dấu ấn khó phai. Vậy hơn 30 năm trôi qua, cuộc sống của những nhân vật này ra sao? Hãy cùng mình khám phá cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên Tây Du Ký năm 1986. Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa. Có thể bạn chưa biết, trong bộ phim Tây Du Ký bản 1986 có tới 3 diễn viên thủ vai cho Đường Tăng. Sau khi diễn viên Uông Việt bỏ vai Đường Tăng chỉ sau 3 tập thì sự lựa chọn tiếp theo của đạo diễn cho vai này là Từ Thiếu Hoa. Tuy nhiên thì ông cũng chỉ thủ vai trong 9 tập của bộ phim và rời đoàn phim. Sau Tây Du Ký, ông cũng tham gia đóng các bộ phim khác như là Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đường Huyền Trang, Bố Hy Khổng Tử nhưng đều không nổi tiếng. Không thể so với vai diễn Đường Tăng năm nào. Từ Thiếu Hoa chuyển về quê nhà ở tỉnh Sơn Đông, công tác với chức phó viện trưởng Viện Kịch Nói tỉnh Sơn Đông, trưởng đoàn kịch nói thanh niên và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng khác. Vợ của ông là đạo diễn kịch nổi tiếng Dương Côn và họ có với nhau một người con gái. Tuy cả hai có tiếng tăm nhưng lại không dư giả về tài chính. Ông là diễn viên hiếm hoi của đoàn phim, thường nhận lời biểu diễn ở các tỉnh lẻ và các show ngoài trời với trang phục Đường Tăng. Dù đã gần 60 tuổi, nhiều người nói ông có lẽ là Đường Tăng vất vả nhất trong số 3 người. Chư Bát Giới, Mã Đức Hoa. Trong Tây Du Ký, được đánh giá là kinh điển không kém Tôn Ngộ Không là vai diễn Chư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai. Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Ấn tượng với nhân vật Bát Giới do Mã Đức Hoa thể hiện là kẻ nhát gan, háo sắc, tham ăn lười biếng và thích làm rối mọi chuyện. Sau khi quay xong phim Tây Du Ký, Mã Đức Hoa tham gia vào nhiều bộ phim nhưng không được chú ý. Nhiều năm trong nghề diễn nhưng mà Mã Đức Hoa chỉ được nhớ đến với vai Chư Bát Giới. Nam nghệ sĩ cho biết ông rất vui vẻ, kiên trì thành danh với một vai diễn. Không quay cuồng với diễn xuất nhưng Mã Đức Hoa thuộc số ít diễn viên trong Tây Du Ký 1986 có cuộc sống sung túc. Ông luôn tự hào khi có vợ hiền, con ngoan. Ông có một người con trai tên là Mã Dương sau khi du học tại Singapore. Khi anh về nước, mở một công ty quản lý truyền thông và thuộc top doanh nhân trẻ thành đạt tại Trung Quốc, rất có tiếng tại Bắc Kinh. Mã Đức Hoa nhờ con trai nên không bao giờ lo lắng về kinh tế. Năm 2019, ông xuất bản một cuốn tự truyện mang tên Ngộ Năng, viết về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Đường Tăng, Trì Trọng Thụy. Trì Trọng Thụy là sự lựa chọn thứ 3 của đạo diễn Dương Khiết cho vai Đường Tăng. Ông là người diễn Đường Tăng 41 tập. Đây cũng là vị Đường Tăng được nhiều người nhớ tới nhất. Ông kết hôn cùng nữ doanh nhân thành đạt Trần Lệ Hoa và dần rời khỏi làng giải trí. Bà Trần Lệ Hoa đã từng có một đời chồng cùng với 3 người con riêng. Không những thế thì bà còn hơn ông tận 11 tuổi. Chính vì thế, chuyện tình cảm của hai người bị người đời xì xào đàm tếu và ông bị cho rằng tham vọng cưới vợ chỉ vì khối tài sản của vợ. Được biết, bà xã của Đường Tăng, Trọng Thụy sở hữu khối tài sản lên đến 5,8 tỷ USD, khoảng hơn 135.000 tỷ đồng. Thế nhưng hai người đã có 30 năm chung sống hạnh phúc để dập tắt đi lời đàm tếu của dư luận. Tỷ phú họ Trần còn quyết định lập di chúc phân chia số tài sản của mình sau khi mất. Theo đó thì ba người con riêng được bà cho thừa kế 1 tỷ USD, khoảng hơn 23.000 tỷ đồng. Còn lại thì toàn bộ tài sản Lệ Hoa đều giao cả cho Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời. Bàn về tài sản, hiện khó có nghệ sĩ Trung Quốc nào vượt qua được Trì Trọng Thụy. Giàu sang bậc nhất nhưng điểm đáng tiếc nhất trong cuộc đời của ông là không có người con nào. Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Nhắc đến Tây Du Ký 1986, nhân vật ấn tượng nhất phải kể đến Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai. Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Trương Kim Lai. Ông sinh ngày 12 tháng 4 năm 1559 tại Thượng Hải. Ông hiện đảm đương vai trò giáo sư tại Đại học Chiết Giang, diễn viên cấp 1 quốc gia. Vợ ông Vu Hồng là thư ký trường quay cho Tây Du Ký và đóng hai vai nhỏ trong phim. Hai nghệ sĩ ở bên nhau 30 năm nhưng không có lễ cưới chính thức. Cuộc sống của ông có một nỗi bất lực lớn nhất là không có con trai nối dõi. Năm 1990, họ có với nhau một con gái duy nhất là Trương Đồng Đồng. Trương Đồng Đồng chọn con đường du học và sống tại nước ngoài, ít khi về nước. Gia đình họ Trương lại có quy định truyền thống, siếc khỉ chỉ truyền cho con trai, không để lại cho phụ nữ trong gia đình. Mỗi khi ra phố hay là họp gia đình, ông đều đau đầu về chuyện nối dõi truyền thống. Gần đây thì ông mới buông bỏ phiền muộn để quyết định truyền đạt lại kinh nghiệm cho người bên ngoài dòng tộc. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, đi khắp nơi tìm đệ tử nhưng đều không thành. Một phần cũng do tính cách cầu toàn, khó tính, có phần khắt khe của ông mà việc truyền lại truyền thống của gia đình đã khó lại càng thêm khó hơn. Sa Tăng, Diêm Hoài Lễ. Khi đóng vai Sa Tăng, Diêm Hoài Lễ đã ở tuổi 50, là người lớn tuổi nhất trong 4 thầy trò.
Tuy nhiên, ít người biết trong Tây Du Ký, Diêm Hoài Lễ còn đảm nhiệm thêm các vai khác như là Thái Thượng Lão Quân, Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương. Sau đó thì ông vẫn tham gia diễn xuất nhưng sự nghiệp không mấy thuận lợi. Đời tư của Diêm Hoài Lễ còn thảm thương hơn rất nhiều. Năm 1993, có lần đoàn phim Tây Du Ký đã thu một lượng lớn thuốc trừ sâu cực kỳ độc hại để đuổi muỗi. Trong khi mọi người đã rời đi vì mùi quá gắt thì diễn viên Diêm Hoài Lễ lại vì mắc bệnh viêm muỗi mà chẳng hay biết gì. Ông đã sống trong bầu không khí độc hại suốt một đêm, hít phải lượng thuốc trừ sâu quá nhiều, ông mắc bệnh nghiêm trọng về phổi. Năm 2009, Diêm Hoài Lễ đã ra đi, thể hiện trùng phổi, đau đớn đến tận hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 73 tuổi. Khi ông chút hơi thở cuối cùng, ở bên chỉ có vợ, con trai, Lục Tiểu Linh Đồng và chị Trong Thụy. Trong số 4 huynh đệ, Diêm Hoài Lễ và Mã Đức Hoa là thân thiết nhất, do Mã Đức Hoa tắc đường nên đến muộn, không được gặp mặt lần cuối. Diêm Hoài Lễ đã ra đi mà không thể nhắm mắt. Mã Đức Hoa đến bệnh viện biết mình đến muộn, anh đã bật khóc thảm thiết. Các bạn có bất ngờ với cuộc sống của những diễn viên này hay không? Đúng là cuộc sống không ai biết được chữ ngờ các bạn nhỉ. Thấy thường nhất là diễn viên đóng vai Sa Tăng. Bạn yêu thích nhất diễn viên nào trong các diễn viên trong bộ phim kinh điển này? Bạn đã xem nó bao nhiêu lần? Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!